Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án đường ven sông đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều trong giai đoạn 1 có nhu cầu trên 6,4 triệu mét khối đất đắp. Tuy nhiên đến nay, nguồn đất bố trí lại chưa đảm bảo. Nguyên nhân là do một số mỏ chưa thống nhất được đơn giá, nguồn đất không phù hợp với chủng loại vật liệu săn lấp của dự án. Thủ tục cấp phép một số mỏ triển khai vẫn còn chậm. Tại công trình khu thể thao thuộc dự án Hạ Long Xanh đang cần từ 30 triệu cho đến 35 triệu mét khối. Chủ đầu tư đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam để xác định lấy nguồn đất đá thải mỏ làm vật liệu săn lấp cho dự án. Song hiện chủ đầu tư và ngành than lại chưa xác định thống nhất được phương án mặt bằng để tập kết vật liệu, tuyến vận chuyển chính thức. Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những khó khăn về khan hiếm nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án không chỉ là của riêng Quảng Ninh mà đang là vấn đề chung của nhiều địa phương trong cả nước trong thời gian qua. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, các sở ngành và địa phương liên quan cần phải thực hiện ra soát thống nhất, tập trung đẩy nhanh giải quyết các hồ sơ pháp lý để cấp phép sớm cho các mỏ đất trong quy hoạch, trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật. Đối với các mỏ chưa thống nhất được đơn giá, chủ mỏ gây khó khăn, không cấp đất cho các dự án đầu tư công đúng theo đơn giá được công bố được thẩm định, các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thực hiện thu hồi, bàn giao cho đơn vị khác theo đúng quy định. Đối với việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu săn lấp thực hiện khu thể thao thuộc dự án Hạ Long Xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn đã được tỉnh chỉ đạo trong thời gian qua. Do vậy, các sở ngành và thành phố Hạ Long cần tăng cường trong phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các trình tự thủ tục theo đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư dự án phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam khẩn trương thống nhất xác lập vị trí tập kết đất đá thải mỏ và phương án vận chuyển.